Xin chào các bạn, thì hôm nay mình giới thiệu với các bạn một cái ứng dụng có tên là Litmatch các bạn nhé. Ứng dụng này thì có thể nói chung là thả thính và trò chuyện với rất là nhiều bạn bè ở đây các bạn ạ. Và đây chính là trang chủ của nó các bạn nhé. Đây, và mình sẽ vào phần trạng thái này. Ở đây này, đấy, rất là nhiều gái đẹp này các bạn này, gái xinh luôn này. Đó, ui giời ơi. Cái gì đây? Mình nhắn tin luôn này, sợ gì, trò chuyện luôn này. Và tí nữa bạn này sẽ trả lời và mình sẽ tán luôn nhá các bạn nhá. Và đây có trò chuyện này. Đấy, ở đây mình vừa nhắn tin có 3 người thôi. Ở đây chính là trang cá nhân này. Đấy, và mình sẽ ở trên ở đây nữa là 3 phần này rất là mới này. Phòng nhắn tin này. Đó, ở đây thì các bạn phải đợi tầm 3 phút trở lại các bạn nhá. Thì nó sẽ hiện từng người lên và các bạn trò chuyện thôi. Ở đây phần gọi điện này. Ở đây các bạn ơi, mình ấn vào là nó hiện như này các bạn nhá. Và tí nữa nó sẽ thấy thôi. Vì nếu mà mình đây, bạn này có thành công rồi. Ở đây mình sẽ phần chat nữa này. Đó các bạn ơi, rất là nhiều phòng chat này các bạn này. Các bạn vào đây phòng chat này. Đấy, đấy mọi người đang nói chuyện ở đây nha các bạn nhé. Ok, nếu các bạn muốn tải ứng dụng này thì các bạn vào click xuống phần link mô tả của mình, hoặc là các bạn tải trên ứng dụng Shop vào đây hoặc là App Store các bạn nhé. Các bạn tìm kiếm Litmatch và các bạn tải về nha các bạn. Chào mọi người, mình Ngọc Phương Thảo, chào mừng các bạn quay trở lại video của mình. Thì các bạn xem video trên này các bạn cũng đã biết rồi đấy, thì gia đình nhà mình với lên nhà gia đình anh Chiến rồi gặp nhau thì không phải là bàn chuyện cưới xin đâu, là hai gia đình là gặp nhau để qua lại có nó dễ thôi, vì hai đứa mình là đi làm cùng nhau này, làm cùng một căn nhà này nên là sợ nhiều tiếng tai ấy, nên là hai gia đình gặp nhau. Thì gia đình anh Chiến thì xuống nhà mình cũng từ qua Tết đã xuống rồi, cũng tóm lại cũng được vài tháng rồi, nhưng mà đến giờ nhà mình hôm qua mới lên được. Thì đấy, thì lên để cho hai gia đình kiểu bàn nhau để cho hai đứa dễ đi làm với nhau hơn, cho anh Chiến dễ xin phép hơn, mới là đỡ mang tay tiếng nhiều. Đấy, thì hôm mình về được 2 ngày 1 đêm thì cũng giải quyết công chuyện hết ở đấy, xong rồi bắt đầu mình mới lên hỏi mình mới bắt đầu làm. Thì thấy mọi người cứ bảo là mong bọn mình cưới, thì thực sự là đến bọn mình còn chưa biết là đến khi nào bọn mình cưới được nha. Nếu mà cưới càng sớm thì càng vui, mà cưới muộn thì cũng không sao cả, vì bây giờ bọn mình còn rất là trẻ, đéo tin, nên là không phải lo chuyện cưới xin muộn. Thì bây giờ mình mới 19 tuổi mà anh Chiến 21-22 đấy, thế nên là cũng không muốn lấy sớm ấy các bạn, vì chưa có cái gì trong tay nên là cũng chưa tính cái chuyện cưới xin. Các bạn cũng phải theo bọn mình, thì bọn mình cũng yêu nhau được kiểu là cũng khá là lâu rồi, yêu nhau đến tận năm thứ 3 và năm thứ 4 bắt đầu mới cho hai gia đình hai bên gặp nhau ấy, để nói chuyện đây kiểu dễ ấy. Thì bình thường á, người ta yêu 1-2 năm người ta cho gặp rồi, nhưng bây giờ bọn mình 3 năm mới cho gặp, nên là kiểu đi làm chung này. Thì mình làm như này thì từ năm lớp 11 rồi, nhưng lớp 11 là mình lên nghỉ hè, mình lên trên Hải Dương để làm thôi. Đấy, xong bắt đầu là lớp 12 mình làm từ lớp 12 đến tận bây giờ, nên là xin phép gia đình hai bên để đi làm nó dễ, nên là mình không lòng vòng nữa. Chủ đề hôm nay của mình là chốt anh Chiến rồi các bạn ạ. Oh my god, wow. Thì hôm nay anh Chiến cho mình uống ốc tiết 1 giờ phải không các bạn? Ui, hôm đấy mình còn uống rượu vào, cảm giác nó thốn lắm các bạn, thật sự luôn đấy. Thế là hôm đấy nó cho mình, không, nó nhốt mình ở trong này, may quá nó còn nhốt mình, không là mình không biết là mình làm gì nó nữa. Thì hôm sau ấy, sáng hôm sau ấy, mình đã lục trong túi quần của nó và mình đã tìm thấy cái hộp locket đấy rồi. Thì bây giờ mình nghĩ là mình nên chốt lại nó, cho nó uống cái viên locket 1 giờ ấy, cho nó biết cái cảm giác nào. Hôm nay mình sẽ cho nó liều lượng nó cao hơn một chút nhá, để xem mà nó sẽ như nào, nó phải nghiến được cái mùi đấy. Mình biết là phải cho nó nghiến được cái mùi. Thì cốc nước mình đã chuẩn bị sẵn đây rồi. Tê ba. Bây giờ cái hộp locket 1 giờ đấy mình cất trong tủ ấy, làm lấy các bạn. Mình nhớ là hôm mình để đâu mấy năm dưới này này. Đây là hộp rocket đây rồi. Bây giờ mình sẽ đổ vào trong. Nó là dạng bột. Nó chả có mùi vị gì luôn đấy. Mình còn thấy còn một chút thôi các bạn. Thôi đổ hết vào đi, đổ hết luôn. Điên à? Đổ hết thì nó chết à? Bây giờ mình sẽ lấy tay mình. Nhưng mà tí em phải cẩn thận đấy. Thì em phải cẩn thận đấy. Cẩn thận gì? Không, ông uống vào là ông điên tiết lên. Ông lại khóa cửa như hôm nay cái gì. Thử chạy nhanh. Mình sẽ rủ anh Chiến lên đây. Rủ anh Chiến, anh rủ anh Chiến lên đây. Anh ơi, anh lên đây bảo. Anh ơi, nhanh. Anh đây. Lên đây. Không xuống. Xuống thì nhà đông, xuống thì nhanh lên đây cho quà. Ở gì đây? Mình cho quà anh cho gì? Quà gì? Chơi gì? Chơi gì đâu, xong rồi vừa bộn đi. Ngủ đây đấy. Tại có cả cái chi ngủ nó hơi bộn, ba cái chăn liền, một đống gối chả bộn. Này uống nước này à? Nước lọc uống gì? Này uống đây. Nước lọc đây ngồi tí là kể chuyện cho hôm gia đình hai bên như thế nào thì kể chuyện nhau uống đây. Nước lọc uống gì? Uống đi, tí em kể chuyện anh nghe, kể chuyện đâu. Lọc thì nó nghe ngậy ngậy gì chắc. Lọc nó ngậy ngậy rồi. Gì đấy? Uống đi. Uống đem lên rồi uống nước đấy xong cả xưa đâu. Uống nhiều một tí mà. Vậy mấy bạn? Đúng không có gì đâu. Uống là tốt rồi. Uống là tốt là gì đâu? Thế hôm em về em hỏi tôi anh. Anh tìm được đâu rồi nó kết 1 giờ. À. Anh Hoan ra lại cho anh. Anh Hoan cho mượn. Thế sao nữa anh lại cho em uống? Thì trôn. Trôn rồi thôi. Chính là trôn là mùi. Nhìn đi. Mày uống nó kết 1 giờ rồi. Uống nó kết 1 giờ rồi. Chờ sướng tí nữa. Tí nữa ra ngoài mình. Mày đấy rồi. Con chó à? Thế hôm sau ôm. Mày đấy đâu? Tôi ôm thấy anh trôn đi không là hôm sau. Túi quần anh em nhìn thấy rồi. Rồi. Uống nước đi. Ta đeo uống. Đi đâu? Tí nữa anh cũng phải tìm đến nhà mà thôi. Anh cứ đi đi. Ta đi chơi nữa. Tí xem anh tìm đến nhà mà không nhá. Bạn hãy chờ xem tí nữa kiểu gì nó cũng tìm đến mình. Đóng cửa vào cho an toàn cho bản thân mình chứ bản thân ai. Anh đến canh nó nhá. Ok. A few moments later. Ui, đều ơi. Dạ. Anh bảo gì cơ? Tiền gì? Nhưng tự nhiên anh cho em tiền rồi. Nhưng mà anh cho em bao nhiêu tiền? Anh vào đây làm gì đó? Anh vào đây làm gì? Anh nói yêu em đi. Anh yêu em. Yêu em như thế nào? Ôm qua cửa sổ này. Ôm to vào. Anh hôn đi em. Anh hôn em Thảo. Đến 1, 2, 3 đi mở. Không làm gì em được chưa? Ngoan nghéo qua nào. Ngoan nghéo. Ok. Không làm gì nhá. Uy tín đâu. Anh Hoan này. Mày làm cái trò gì đấy? Nó uống nước kết 1 giờ nó vào phòng nhau như thế. Sao lại uống nước? Ai uống nước kết 1 giờ? Nó là cái giấc của anh, nó cho em uống này, không chịu được nữa. Anh uống đấy, nó cho em uống này. À mày. Anh rất nói phòng của anh đấy. Anh đây thuốc của anh đấy, Hoan ơi, tiếp theo rồi. Thế thì em ở đây nhá. Không, anh Hoan ơi, đừng. Thôi thì thôi. Ôi. Anh Hoan ơi, anh phải ở đâu, tối nay làm gì em ấy. Anh nào cũng uống này thì tôi cố gắng đi nhá. Anh thấy ai mà phải cho nó uống. Anh trả thù thôi. Trả thù hôm bữa anh mới nói cho mày, bây giờ mày lại chết rồi thế thôi anh. Anh cứ nói em không đi, mặt nó bây giờ tấn thối rồi. Anh nói thôi anh không đi đâu, anh phải bảo anh đi mặt đấy em. Anh cứ tưởng nó kết rồi nó làm như vậy thì không được nhưng mà. Ai bảo mày cho nó uống em kết. Anh đừng để bắt nạt em như thế. Anh nói rồi. Anh sẽ hy sinh gì em. Anh nói nó vòng đi. Thì em cất chân ra. Chó là ai? Này. Bố mình nhịn được lâu lắm rồi đấy nhé. Thôi thì ai bảo mày bây giờ nó ngủ cùng anh chết à? Anh không biết ai Không. Nó cùng anh này. Anh Chiến ơi. Nhưng mà chặt nó ngủ cùng anh mà anh cũng không chơi được đâu. Mới. Không được. Được thôi. Đừng có ngủ cùng. Nhưng mà nó ngủ cùng anh là nguy hiểm lắm. Kệ anh nó nói. Thế mày ở lại đây. Đi đây, anh phải bảo vệ tính mạng của em. Nhưng mà tại sao mày cho nó uống? Em trả thù anh để nó nhăng. Anh đừng chụp nó đi. Đừng biết nó đi đâu rồi. Đừng chụp ấy, đừng ra vào phòng em nhá. Cứ phải đóng cửa vào chân chắc. Ôi. Ê. Anh có bình chơi. Anh có bình chơi. Chờ ra tối nay cứ phải đóng cửa vào chân chắc. Ăn cũng là xong nó làm liều ấy. Và mình ngủ với cái chi mà nên là mình cũng không sợ nó làm gì mình đâu. Anh chắc là bây giờ anh đang ngồi đây chơi đi đâu mà mình không biết. Thì cái nước này không phải nước lọc đâu các bạn. Đừng có nước lá. Nước lá thì uống nó làm sao mình cũng không biết là khơi. Vì giờ mình nên kết thúc, bye bye.